Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít tố nữ Mã Lai nha, lá bầu ha. Dòng này là dòng giống mới nha, bên trung tâm cây giống đang nhân giống nè. Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng của trái. Cái trái của nó sẽ màu cam giống như thế này nè. Nó cũng dạng như là mít tố nữ úp cùi nha, tức là mình lột cái vỏ ra thì cái muối của nó sẽ dính vô cái cùi giống như thế này nè. Nhưng mà cái màu của nó rất là đẹp đây nha bà con. Đó, màu rất là đẹp. Cái muối nó màu cam và cái sơ của nó cũng màu cam. Khi nó chín nha, cái trái nó còn sống thì cái ruột của nó sẽ màu trắng giống như mít tố nữ thường của mình vậy thôi, nhưng mà chín thì nó sẽ lên cái màu rất là đẹp. Cái dòng này xuất xứ từ Mã Lai nha. Đây là cái lá nè. Cái lá của mít tố nữ Mã Lai lá bầu. Thì bên trung tâm cây giống cũng đang nhân giống ra luôn. Đây, hàng này là hàng ghép chui cành nha bà con. Hàng ghép chui cành giống như thế này quý bà con chúng ta trồng mà chăm sóc tốt á là khoảng 24 đến 30 tán thì cây nó sẽ bắt đầu cho trái rồi. Dòng mít tố nữ thì trái nó sẽ đu ở trong cái thân ha bà con. Mình ăn rất là thơm, nó rất là ngọt. Nhưng mà cái dòng Mã Lai này là rất là ngon. Cơm nó rất là dày nha, cái hạt nó nhỏ nhỏ xíu xíu luôn. Có nhiều anh chị ăn là thấy nhiều khi có thấy cái giống như là cái bọc cái muối, tại vì trên trong là nó không có cái thịt ở bên trong, giống như là cái hạt nó bị lép hoàn toàn. Có nhiều anh chị chia sẻ là mít tố nữ không hạt ha bà con. Đây là cái cây giống nè, bên Ly đang nhân giống. Cái dòng này là giống mới ton luôn nha. Anh chị này chúng ta mà muốn trồng thì đặt trước nha bà con. Tại vì số lượng có hạn nhưng mà bên Ly chưa có xuống 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 cây nữa. Thì bên trung tâm cây giống chỉ chia sẻ về cái giống cho quý bà con chúng ta nào thích sưu tầm giống mới. Đặc biệt là dòng mít tố nữ ha. Thì cô chú anh chị có thể là tham khảo. Trên thị trường dòng mít tố nữ này bên Ly đang nghiên cứu là khoảng hơn 10 loại nha. À, riêng về dòng Đài Loan thì có 3 loại. Dòng Mã Lai này có một loại nè. Rồi mít tố nữ thường, mít tố tây nè. Đợt sau Ly sẽ tổng hợp quay lại cho quý bà con chúng ta cùng xem ha. Còn đây là cái cây giống nè. Cây giống mà bên Ly đang nhân giống. Hàng này là hàng nhập khẩu về nè nha bà con. Cái cây này cũng thuộc loại là cái cây đầu dòng ha, cái cây nái ha. Giờ đang nhân giống ra rồi mình sẽ trồng thêm nữa rồi mình mới bắt đầu mà mình nhân giống thêm một đợt, hai đợt ba nữa thì nó mới có đủ cái sản lượng nhiều để chia sẻ cho quý bà con chúng ta. Cái này Ly sẽ nhá hàng lên cho quý bà con chúng ta nào thích trồng mít tố nữ Mã Lai. À, ruột cam ha thì mình có thể là tham khảo nha. Đây bên trung tâm cây giống cũng có trồng thêm nè. Đó. Trồng dặm dặm thêm như thế này nè. Đó. Trồng thêm ra vậy đó. Anh chị nào chúng ta mà muốn trồng giống mới nè thì mình có thể là gọi vào hai số hotline hiện trên màn hình để mình đặt trước ha. Mô hình nhân giống tại vườn luôn nha bà con. Giống như là ở đây là đang nuôi nuôi những cái phôi, giống là mình lấy cái hạt của cây mít nè. Đây cái hạt giống như thế này thôi. Mít thì là mình lấy mít thái nè. À, nói chung là mít gì mà bên trong nó có cái nhân là được rồi, đừng có hạt lép là được rồi ha bà con. Mình bắt đầu mình vô sơ dừa rồi, mình nuôi lên cho cái cây nó nảy mầm giống như thế này nè. Nảy mầm lên rồi mình đợi cho cái cây nó to lên giống như đằng kia. Đi để đằng kia quay cho quý bà con chúng ta cùng xem đi. Nó to lên mà mình lựa cái gốc này nó già nó to hơn nữa nha. Cái này là đang nuôi thôi. Đó. Đó nó to hơn nữa, nó to cỡ cái ngón tay giữa của mình vậy đó. Rồi mình bắt đầu mình cưa cái đầu mình ghép chui vào ha. Mình dạt cái hình tam giác á, dạt cái giống như thế này nè. Đó cái gốc là sao vô quay được ta. Đó có cái gốc ở dưới đó bà con thấy không ạ? Mình sẽ xỉa ngang cái nhánh của cây mít tố nữ gì mà mình muốn chui cành á. Đó. Rồi sẽ nuôi thêm nữa nha. Nuôi chừng nào cho nó rễ nó mạnh ha, mình không có cố định thời gian, ít nhất là cũng phải từ 2 tháng đổ lên. Mình không có cố định lại thời gian tại vì mình nhân giống tại tại vườn mà. Mình không có gấp rút ha, mình làm cho cái cây nó chất lượng nhất thì bên Ly sẽ xuất hàng cho quý bà con chúng ta ha. Đây là mô hình nhân giống về cây mít tố nữ hương vị sầu riêng Đài Loan cũng giống như là cây mít tố nữ ruột cam Mã Lai lá bầu nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số hotline hiện trên màn hình ha. Rồi mình là Ly, xin chào và hẹn gặp lại.